đang giao lô đực này về Lâm Đồng nha anh chị. Đực thì nói chung là rất là đẹp, 3B nha. Bò này khoảng tầm thước 15 bò. Anh chị nào có nhu cầu mua bò đực vỗ béo thì liên hệ em ha. Bò lưng dai lực đẹp dữ lắm anh chị. Đang lên xe này chục con đực về Lâm Đồng. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ em nha. Cái thịt bê cạo gì cũng có hết á. Như bê đực này chị thấy không? Rất là lực. Về Lâm Đồng ở nha con. Tiếp tục lên một con bê. Bê cạo. Đi lên. Rồi đó. Lên. Như những cái con bò này nè anh chị, đó là những con bò đực để mà khách mua về vỗ béo ha. Thì anh chị em mình ở đây cũng là những người đang cần mua những cái con bò này để về mà mình thúc béo, mình vỗ béo, mình bán thịt ha anh chị ha. Thì anh chị nào có những cái phế phẩm nông nghiệp nào mà cần mà được giải quyết á, đó thì mình có thể mua những cái con bò này về để mà mình nuôi vỗ béo ha. Như con này nó thuộc về dòng 3B. 3B cơ bắp đó anh chị thấy những cái thớ thịt không? Những cái thớ thịt, những cái cơ bắp của nó nè. Phải gọi là rất là lực, rất là pin. À, những con bò này thì nói chung là anh chị thấy cái tải trọng sau này khi mà mình nuôi đạt thương phẩm á, phải gọi là rất là khủng khiếp anh chị. Thì hôm nay em xin báo giá trực tiếp công khai cho anh chị 4 con bò. Thì như con này đang có giá là 21 triệu nha anh chị. Đực 3B cơ bắp, con này khoảng tầm gần 8 tháng bò. Còn con này pháp kem. Đó, như con heo không? Con này chốt cho anh chị giá 15 triệu. Và kế bên là một con bò đực 3B cũng đang chốt cho anh chị với giá 15 triệu anh chị ơi. Chân móng ngoại hình đó, anh chị có thể thấy đảm bảo nghiêm chỉnh, không trật lỗi. Và cái bên có một con 3B, con này thì nói chung là hồi nhỏ bị viêm da, lớn lên thì bây giờ tách ra mẹ ra cũng bán cho anh chị, cân cân giá B bán cho anh chị luôn ha. 14 triệu 500 ngàn. Hả? Ủa, 11 triệu rưỡi, lộn, xin lỗi, 11 triệu 500. 11 triệu 500 nha anh chị nha. Nãy nghe lộn, nghe nhầm. 11 triệu 500. Anh chị cô chú nào ở gần xa có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại của em ha, 0383 777 và 696 anh chị nha. Bò đảm bảo nghiêm chỉnh, khi giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán anh chị nha.